Sau đây, cô hướng dẫn các em vẽ hình dựa trên phần mềm PowerPoint. Để vẽ được hình, trước hết chúng ta sẽ phải mở phần mềm PowerPoint lên. Ở đây cô đã mở sẵn rồi. Cách mở thì đơn giản, chúng ta chỉ cần kích nút chuột vào biểu tượng PowerPoint thì nó sẽ hiện ra. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái thanh công cụ. Trong thanh này chúng ta sẽ sử dụng chữ Insert. Insert để chèn hình vào trong PowerPoint. Sau khi chúng ta sử dụng Insert, kích vào Insert, chúng ta sẽ chọn Shape. Để vẽ hình thì ở đây nó đã có sẵn các hình mà chúng ta mong muốn để chúng ta vẽ rồi. Tuy nhiên để sáng tạo hình ngoài các hình mà đã có như hình ngôi sao, hình chữ nhật, hình bầu dục hay hình tam giác, mình có thể sử dụng cái vẽ hình tự do này, giống như cái đế giày chúng ta có thể kích chọn vào cái nút này. Sau kích chọn, cô sẽ hướng dẫn các em vẽ hình tam giác. Thì tam giác của chúng ta có 3 đỉnh tương ứng với, chúng cô sẽ gọi là 3 điểm để tạo hình tam giác. Thì chúng ta sẽ nhấn chuột vào nền của PowerPoint này, nhấn chuột, nhấn điểm để làm điểm thứ nhất. Sau đó chúng ta sẽ đưa chuột lên, chúng ta nhấn điểm thứ hai, đưa chuột, nhấn điểm thứ ba, đưa nhé, không phải là dê chuột. Sau đó chúng ta sẽ đưa điểm đầu và điểm cuối nó trùng nhau, trùng khớp nhau, chúng ta sẽ được một hình tam giác. Đấy. Hoặc chúng ta có thể sử dụng cái hình đó để vẽ thành hình tứ giác, vẫn vào Insert, Shape. Và chúng ta dùng hình vẽ tự do này. Tứ giác chúng ta sẽ lấy 4 điểm. Điểm thứ nhất, chấm điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba, điểm thứ tư. Và sau đưa điểm thứ nhất, trùng điểm đầu với điểm cuối trùng nhau, chúng ta được hình tứ giác. Hoặc các em có thể vẽ các đường cong theo ý muốn của chúng ta, vào Insert, Shape. Đấy. Và chúng ta chọn cái nét cong này, chúng ta sẽ vẽ các đường cong mà chúng ta mong muốn. Chúng ta sẽ nhấn các điểm. Chúng ta nhấn các điểm của nó, được chưa? Nhấn các điểm. Chúng nhấn để chúng ta đưa tạo thành hình mà chúng ta mong muốn. Thì nó cứ vẽ dài như này, để dừng lại chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta vẽ xong đến đâu chúng ta đến đây cô muốn dừng lại. Đến đây dừng nhé, chúng ta sẽ để chuột, chúng ta nháy đuốc chuột là nó sẽ tạo thành hình chúng ta mong muốn. Thì ngoài ra các em trong quá trình vẽ mà chúng ta muốn dừng lại, ví dụ khi chúng ta vẽ nhiều, chúng ta vừa vẽ nhiều. Đấy. Để dừng lại chúng ta sẽ vẫn giữ chuột và chúng ta sẽ chọn phím back ở trên màn hình. Chúng ta cứ nhấn, chúng ta lưu để cấn liên tục để chúng nó lui lại. Bao giờ hết thì là thôi. Được chưa? Thì cái phím đấy là phím back. Đây, chúng ta đi. Back. Trên màn phím để chúng ta lùi lại. Đấy là với cái hình. Và để vẽ được hình chúng ta phải luyện nhiều lần để chúng ta thành thạo cách đưa chuột, được chưa? Ví dụ thứ hai, ngoài hình tam giác mà chúng ta vừa vẽ, chúng ta cô vừa hướng dẫn là Insert này, Save, chọn hình vẽ tự do, được chưa? Chúng ta vẽ hình tam giác. Thế bây giờ chúng ta có thể chỉnh thành hình tam giác thành các hình khác mà chúng ta mong muốn bằng cách chúng ta sẽ kích chuột, chọn chuột phải, nhấn chuột vào hình đó và chọn chuột phải, chọn Edit Point. Đây là một phím rất quan trọng, đặc biệt và hay trong PowerPoint. Edit Point là edit, chỉnh sửa đấy. Các point ở đây là điểm. Thì khi chúng ta chọn Edit Point ở trên hình sẽ hiển thị ra 3 điểm màu đen. Chúng ta kích vào một điểm màu đen bất kỳ thì nó sẽ xuất hiện ra 2 điểm màu trắng. 2 điểm màu trắng này để chúng ta di chuyển, co kéo cái hình chúng ta mong muốn. Để chúng ta, khi gì chúng ta vừa di, chúng ta vừa giữ nhé. Các em nhìn thấy chưa? Đấy. Chúng ta cả đưa lên này, đưa lên thì nó sẽ thành này. Đấy, chúng ta có thể đưa ra tùy chỉnh của các em, được chưa? Đấy, từ hình tam giác chúng ta có thể biến thành hình đấy, cái nón đúng không? Và chúng ta có thể kéo lên trên thế này để tạo thành giống như giọt nước đúng không? Đây, đưa lên này. Đấy. Đó. Chúng ta thấy chưa? Điều tuyệt vời của PowerPoint chưa? Hoặc chúng ta cô có thể hướng dẫn các em này. Các em ở trong đây có hình ngôi sao, chúng ta sẽ chọn hình ngôi sao đúng không? Đấy, ngôi sao này. Thì để chỉnh sửa hình ngôi sao chúng ta vẫn chuột phải vào và chúng ta sẽ chọn Edit Point. Thì xuất hiện các điểm. Trên các điểm này chúng ta có thể chỉnh. Đây, kích vào điểm màu đen để ra cái điểm màu trắng này. Đấy. Được chưa? Đấy là từng hình. Hoặc ngoài ra chúng ta vẫn chuột phải, chúng ta có thể đấy là xuất hiện lại các điểm này. Thì tại các điểm này các em có thể nhấn chuột phải, chọn các ví dụ Connect Point này, Check Point hay Smooth Point. Ví dụ ở Smooth Point này, chúng ta sẽ khám phá nhé. Chúng ta kéo này, nó sẽ tạo thành hai điểm. Đấy, kéo dài là kéo. Đấy, thì cái này chúng ta sẽ tự do khám phá theo trí tưởng tượng của mình. Đây, Smooth Point.
để hai cái điểm này. Khi cái này thì hai cái điểm tiếp giáp giữa đường thẳng với cái đường cong mà chúng ta chỉnh ấy thì nó tạo thành đường cong kéo ra. Đấy. Được chưa? Chuột phải. Chúng ta có thể tự do chọn các phím khác nhau để mình thỏa sức sáng tạo lên cái hình của mình. Được chưa? Như vậy từ hình ngôi sao cô có thể chuyển thành hình bông hoa. Em lưu ý được chưa? Và sử dụng cái chức năng này chúng ta có thể vẽ thành hình mong muốn. Ví dụ ở đây cô sẽ hướng dẫn các em vẽ ra hình con thuyền như hình mẫu ban đầu. Đây là hình chúng ta sẽ dùng nó để chúng ta đè lên, chúng ta vẽ thành hình mẫu. Thì để vẽ được con thuyền, chúng ta sẽ vẽ, có thể vẽ ở phần thân trước, sau đó vẽ phần cánh, từng cánh buồm. Và đây cô sẽ hướng dẫn các em vẽ phần thân trước. Thì để vẽ thân chúng ta có thể vẽ thành, chúng ta sẽ sử dụng cái phần insert shape và hình tự do chúng ta sẽ vẽ. Được chưa? Insert shape. Đấy, hình vẽ tự do. Và ở đây chúng ta sẽ lấy, chúng ta sẽ tưởng hình dung là đây nó sẽ có 4 điểm đúng không? Chúng ta sẽ nhấn thành các điểm. Lấy chuột này. Nhấn một cái. Đưa chuột này. Nhấn cái nữa. Cứ đưa chuột nhé. Sau đó chúng ta sẽ nhấn. Đấy. Và chúng ta thấy khi điểm đầu điểm cuối chạm nhau nó sẽ thành hình. Và khi ra chúng ta nhìn thấy hình cái màu nó rất đậm. Thì để rõ thì chúng ta vẫn kích chuột vào cái hình chúng ta vừa vẽ này. Chúng ta có thể và di chuyển lên thanh công cụ chúng ta chọn Shape Format. Được chưa? Shape Fill. Shape Fill. Hoặc chúng ta có thể kích chuột phải này. Shape Format. Để nó hiển thị ra cái thanh Shape Format ở bên tay phải các em. Thì chúng ta sẽ vào nhìn cái từ transparency, chúng ta sẽ chỉnh độ mờ của cái hình vừa vẽ. Cô cho là mờ đi. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái đường giữa dưới của nó ấy, để mình chỉnh. Nhìn thấy đường ở dưới chưa? Đấy là độ mờ bóng mờ đậm của hình. Sau đó chúng ta sẽ kích chuột phải vào hình chúng ta vừa vẽ lại, chọn Edit Point để chúng ta sẽ chỉnh sửa các đường làm sao cho nó cong giống như hình ban đầu. Cô đang nhìn. Được chưa? Đấy. Cứ chuột phải Edit Point để chúng ta chỉnh sửa. Đấy. Như vậy chúng ta đã vẽ xong được cái đường ở đường thân ở dưới. Ở đây chúng ta có thể dùng đường cong để chúng ta chỉnh. Chúng ta vào Insert, Shape, chúng ta sẽ lấy cái đường cong để chúng ta vẽ. Để vẽ đường cong chúng ta chỉ cần nhấn từ điểm này thôi. Từ có hai điểm đúng không? Điểm thứ nhất chúng ta đưa chuột đến điểm thứ hai. Đấy. Mục trở lại chúng ta lại back. Ngay đúc chuột thế là chúng ta được một hình. Được chưa? Đây là một cách vẽ. Còn nếu không, với cách vẽ này thì đây chỉ là một đường thẳng chúng ta nhấc ra. Khi chúng ta tô màu thì cả cái hình này là một màu. Do vậy mình sẽ không dùng cách vẽ này. Chúng ta bỏ cách vẽ này đi. Và cô sẽ chia cái này ra làm hai hình. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ thêm một cái hình ở dưới này này. Cô sẽ vẽ insert này, save. Chúng ta vẫn lấy cái hình này nha. Sẽ làm 4 điểm này. Thế thì chúng ta để đồ được màu ấy, thì chúng ta phải vẽ thành các hình nó kín chứ không phải là đường thẳng, chỉ là một đường thẳng thế thôi. Đây là một cách để rõ thì chúng ta có thể đổ cái hình vừa vẽ thành hình màu khác, ví dụ cô cho màu cam. Em nhìn thấy chưa? Thì chúng ta lại vào transparency chúng ta chỉnh cho nó mờ đi. Đấy. Tuy nhiên khi mờ bởi vì cái cách vẽ này nhìn nó sẽ rất khó, chúng ta sẽ tách từng hình ra. Bây giờ cô sẽ xóa những cái hình này đi. Chúng ta sẽ vẽ từng hình một, nó sẽ dễ nhìn hơn. Để chờ như vậy mỗi lần sau chúng ta sẽ cho mình một bài học kinh nghiệm. Để chúng ta vẽ, ví dụ chúng ta sẽ vẽ từng hình một. Đây chúng ta sẽ vẽ hình dưới trước. 4 điểm. Cân đối nhau. Chạm vào nhau là được. Được chưa? Lại vào transparency chỉnh cho nó mờ đi. Sau khi mờ xong mình lại chuột phải chọn edit point. Để mình điều chỉnh. Cứ kích vào cái điểm màu đen ấy, nó sẽ xuất hiện ra các điểm màu trắng thì chúng ta sẽ kéo cái hình cho nó giống với hình nó cần vẽ. Được chưa?
Đấy, vậy chúng ta được hình đầu tiên chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ hình thứ hai. Chúng ta vẫn vào Insert Shape. Chọn hình vẽ tự do, chúng ta sẽ vẽ 4 điểm. Nhấn chuột nha, không phải dê chuột. Đấy, vì hai hình này có màu gần giống nhau, chúng ta sẽ đổ màu khác. Và chúng ta lại vẫn giữ cái chuột ở cái hình vừa vẽ, chúng ta vào Shape Fluency, chúng ta chỉnh cho nó mờ đi. Được chưa? Sau đó chúng ta chuột phải và lại chọn Edit Point. Chỉnh sửa cong, kéo cong cho nó trùng với hình chúng ta cần vẽ. Cứ nhấn vào điểm đen để xuất hiện màu trắng thì chúng ta điều chỉnh cho nó nhé. Đấy, như vậy chúng ta đã vẽ xong được cái hình hai hình này đúng không? Sau đó thì chúng ta có thể vẽ các cột của thuyền buồm. Cột này giống như hình chữ nhật ấy, chúng ta vào Insert Shape chọn các hình chữ nhật. Đấy, hình chữ nhật được chưa? Thì này nếu chúng ta để đây này, chúng ta lại vẫn tiếp là trên currency chúng ta làm cho nó mờ đi. Mờ chưa? Và chúng ta thấy hình của mình to hơn đúng không? Chúng ta sẽ cho nhỏ lại. Nhỏ lại. Thế. Đây là với thứ nhất. Chúng ở đây có hai cột nữa đúng không? Chúng ta lại vào Insert. Save. Chọn hình chữ nhật. Ta sẽ vẽ nhỏ lại trong hình này trùng với nhau. Ta có thể kéo để kéo được trong kéo trùng đấy, được chưa? Để kéo dài ra. Tiếp theo với bên này, vậy chúng ta có thể nhân đôi hình này lên, Ctrl D để nhân đôi lên và chúng ta lại đưa vào cong thì mình sẽ cho cong đi, được chưa? Nhỏ hơn một chút. Chúng ta cứ nhấp chuột vào nó, chúng ta xuất hiện các tròn trắng, chúng ta sẽ để kéo vào trong hoặc kéo ra ngoài. Kéo vào trong thì nó sẽ nhỏ hơn, còn kéo ra ngoài nó sẽ to hơn, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ vẽ cánh buồm. Cánh buồm chúng ta sẽ vẽ thành nhất. Chúng ta dùng hình tam giác đúng không? Dùng hình vẽ tự do vẽ các điểm của hình tam giác. Insert này, Save này. Chọn hình vẽ tự do này. Nhấn điểm thứ nhất này. Nhấn điểm thứ hai này. Nhấn điểm thứ ba này. Điểm đầu và điểm cuối trùng nhau chưa? Nhả chuột ra và lại vào chain currency cho hình này nó mờ đi. Đó chưa? Mờ chưa? Để nhìn thấy hình ở bên dưới. Chúng ta lại chuột phải chọn edit point và chúng ta điều chỉnh. Đây, công ra nhìn thấy khi chúng ta chỉnh nó có những điểm nét đứt đúng không? Làm sao cho cái đường nét đứt này trùng với cái đường ở hình dưới. Nhả xong trùng nó có thể nhả ra là chúng ta sẽ được hình chúng ta mong muốn. Cái này kéo ra, kéo lên đúng không? Thấy chưa? Nhấn vào điểm màu đen để ra cái điểm màu trắng thì chúng ta chỉnh. Ta có thể chỉnh cả hai điểm đầu và điểm đấy để cho nó đẹp hơn. Đấy là chúng ta được hình này, được chưa? Tương tự với hình cánh buồm thứ hai, chúng ta cũng là Insert Shape chọn hình vẽ tự do như vậy. Chúng ta vẫn tạo ra 3 điểm giống như hình tam giác của chúng ta, kéo chỉnh sau. Đấy. Hình này chúng ta lại là trên Fluency, chúng ta làm mờ đi.
Sau đó chúng ta lại chuột phải chọn Edit Point. Kích vào các điểm màu đen này ra các điểm màu trắng thì chúng ta chỉnh. Thế, chúng ta nhìn thấy chưa? Trùng nhau. Để chúng ta chỉnh tương đối được rồi đúng không? Sau đó thì các em sẽ vẽ các hình tạo thành các hình tròn, tạo thành những cái phao này này. Để vẽ hình tròn mình cũng vào Insert Shape, chọn hình bầu dục. Tuy nhiên khi vẽ chúng ta ra hình bầu dục để thành hình tròn, khi vẽ chúng ta vừa dê chuột vừa nhấn phím Shift. Đấy, vừa dê chuột vừa nhấn phím Shift. Nhả ra chúng ta sẽ được hình tròn. Ta nhìn thấy kích thước bằng chưa? Để vẽ hình tròn đồng tâm chúng ta nhân đôi hình này lên, Ctrl D. Sau khi nhân đôi lên chúng ta nhấn vào hình đó, đồng thời chúng ta vừa giữ phím Ctrl vừa dê chuột, để chúng ta đưa vào trong thì nó sẽ nhỏ lại. Đấy. Chúng ta có thể đây tôi hướng dẫn lại, Ctrl rồi. Chúng ta có thể dùng Shift cũng được, dùng nhấn giữ Shift này và kéo chuột nhỏ lại. Đấy, tạo thành các hình tròn thành thu nhỏ lại. Rồi, nhả ra. Để phân biệt hai hình cô đổ màu khác, cô sẽ đưa vào đây. Đấy, các em nhìn thấy chưa? Đấy, cái hình này có vẻ hơi to hơn so với hình này đúng không? To hơn, chúng ta thu nhỏ lại. Vẫn giữ Shift, kéo kéo vào cho nhỏ. Đưa hai hình này gần nhau. Sau khi được rồi, chúng ta sẽ tạo ra các hình tròn nhỏ nhỏ ở bên trong. Vẫn vào sự xếp này. Cái hình tròn thật nhỏ đúng không? Giữ xếp này nhỏ. Đấy. Đây là những hình tròn nhỏ ở bên trong. Cái này là chúng ta thấy nó màu trắng luôn đúng không? Chúng ta đổ luôn cho nó màu trắng cho dễ nhìn. Đấy. Ở đây cũng có viền. Những cái hình này màu trắng, đổ màu trắng rồi sau đó chúng ta sẽ để rõ, chúng ta có thể nhấn Ctrl này và chúng ta dê chuột ra bên ngoài, chúng ta sẽ phóng to cái hình này lên, đúng là màu trắng chưa? Rồi đây chúng ta có thể cho nó cái đường viền của nó nhỏ lại. Chúng ta có thể vào shape này, shape format này, chọn shape outline này là đường viền đấy, để cho cái đường width cho nó nhỏ lại, nhỏ lại được chưa? Đổ màu trắng. Bây giờ chúng ta để thu nhỏ hình, chúng ta dấn Ctrl và lăn chuột vào trong cơ phía trong ấy. Sau phóng to thu nhỏ hình. Và chúng ta sẽ nhân lên ở đây thấy có 8 hình đúng không? Ta nhân Ctrl D lên để thành 8 hình nhỏ. Sau đó chúng ta xếp vào hình mà chúng ta vừa vẽ. Hình này cũng hơi nhỏ đúng không? Khi nhấn to chúng ta cũng phải nhấn Shift nhá thì nó mới thành tròn đồng tâm, còn không chúng ta không nhấn nữa. Ctrl D nhân lên nhé, nhân bạn lên để thành 8. Chúng ta bỏ đi, chúng ta nhân lại. Ctrl D tiếp. Đủ 8 chưa? Đỡ. Ta sẽ di chuyển cho nó đều.
hình nào nhỏ chúng ta sẽ nhân lên, chúng ta sẽ xóa đi. Đôi hình cho to lên chúng ta sẽ. Cái này chúng ta phải làm nhiều, có thể chúng ta mới thành thạo và nhanh được. Thế khi được rồi thì mình có thể tô màu luôn cho những cái màu này. Ở bên trong này là màu xanh, chúng ta kích chuột vào hình bên trong này. Chúng ta vẫn là shape format. Chúng ta nhìn thấy cái hình thùng mực chưa, shape fill này. Chúng ta sẽ kích vào nó và chọn airdropper để chúng ta hút màu giống như cái màu này. Khi đi di chuyển vào màu chúng ta muốn hút ý, nếu nó hiển thị ra cái ô màu vuông hình màu giống rồi chúng ta sẽ nháy vào nó. Thì tự nhiên hình ở bên hình đầu tiên nó sẽ chuyển hình như chúng ta mong muốn. Tương tự với hình tròn ở trong màu xanh chúng ta vẫn vào shape fill này, airdropper, chúng ta sẽ hút cái màu đỏ ở bên này lên. Đấy, tự nhiên nó hiển thị ra màu kia. Và để tạo thành, vì đây là các hình nó chúng ta vừa xếp chồng lên nhau, để tạo thành một hình chúng ta sẽ quét chọn cả chỗ khối hình này. Chúng ta ấn Ctrl G. Thế là chúng ta được hình là cái pha. Đấy. Và chúng ta biết là cái pha bên trong này không có viền thì chúng ta vẫn kích vào cái hình bên trong này. Nếu không có viền, kích tất cả vào, ở đây đều không có viền này, thì chúng ta vẫn quét chọn nó, chọn tất cả này, và Shape Format, chọn Shape Outline đường viền và chọn No Outline. Như vậy tất cả đều không có viền, được chưa? Và đây nó có ba hình, chúng ta sẽ nhân lên Ctrl D, ba hình. Đây là xóa, delete và chúng ta đưa vào bên trong này là được. Đấy. Bây giờ chúng ta còn một ba cái chốt ở ba cái thanh này, chúng ta sẽ vẽ nốt ba chốt. Và Shape chọn hình màu dục và chúng ta sẽ vẽ, nhấn Shift để vẽ thành hình tròn. Đấy. Đây nhỏ quá chúng ta sẽ bỏ đi. Không được, chúng ta đều xóa thao tác. Shift. Nhấn Shift nhá, kéo chuột. Đấy, chúng ta được hình tròn, hình này to hơn hình ban đầu, chúng ta có thể làm cho nó mờ đi. Và trên fluency là mờ đi này. Sau đó chúng ta kéo lại. Chuyển cho nó trùng chưa. Và làm cho nó nhỏ lại. Nhấn Shift nhá. Thu nhỏ lại. Thế, tương tự chúng ta có ba chốt, chúng ta sẽ nhân lên Ctrl D ba cái và đặt vào ba điểm này. Thế sau chúng ta có thể thu nhỏ lại. Đấy, một hình này đẹp hơn thì những hình này chúng ta sẽ xóa đi. Delete, kích vào nó chọn delete xóa. Chúng ta sẽ nhân hình này làm ba lên. Vì ba hình màu này có giống nhau, chúng ta có thể đổ luôn màu. Sau chúng ta nhân bản sau thì kích vào hình đó, chọn shape fill, dùng biểu tượng hút mực, airdropper hút những cái mực này này. Đấy. Thì tự nhiên nó sẽ là màu nâu và có ba cái, chúng ta lúc ấy chúng ta với nhân đôi lên, nhân đôi Ctrl D và chúng ta đưa về ba cái cột. Đưa về ba cột. Đấy. Đưa về ba cột. Bây giờ sau khi chúng ta vẽ xong rồi, được chưa? Vẽ xong rồi. Nhấp vào đây. Kỳ diệu chưa? Sau khi xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu đổ màu lại cho cái hình mà chúng ta vừa vẽ. Ở đây trên fluency mờ chúng ta lại kéo về vị trí ban đầu và chúng ta sẽ tô màu. Chúng ta sẽ kích vào hình đó vào shape fill và tương tự dùng biểu tượng hút màu để chúng ta lấy màu ở bên hình gốc. Được chưa? Tương tự với hình cánh buồm thứ hai cũng vậy. Chúng ta vẫn dùng biểu tượng hút màu. Đấy, nên là điều rất đặc biệt trong PowerPoint hút màu để giống. Nếu chưa, được chưa? Tương tự này với các thanh trụ này cũng vậy. Các thanh chúng ta cũng hút màu. Tại sao lại hình màu giống như vậy? Chúng ta đều dùng biểu tượng hút màu được, đúng không? Cái này chưa được mấy lắm, chúng ta có thể chỉnh lại. Lại kích vào Edit Mode và làm lên mờ đi để chúng ta điều chỉnh lại cho nó chuẩn. Này hơi cong, chúng ta có thể nhân lên. Không được, chúng ta chỉnh cả hai đầu. Kích chuột phải chọn Edit Mode, cứ thao tác liên tục. Đấy.
edit vào, chúng ta điều chỉnh kích vào lúc màu đen để ra các thanh màu trắng này. Rồi, sau khi xong chúng ta lại cho Change Gradient trở lại vị trí ban đầu để chúng ta được hình chúng ta mong muốn. Tương tự với hình những cái phần thân này, vậy chúng ta cũng trở kéo cái phần Change Gradient về vị trí ban đầu. Cái này không có màu, nó chỉ là màu trắng, thì chúng ta sẽ vào đường viền màu xanh, chúng ta kích vào hình đó, vào Shape Fill này, đổ màu trắng và đường viền vào Shape Outline, đường viền màu xanh đúng không, đường viền này đậm màu xanh, vẫn đây màu xanh, ở đây có biểu tượng hút màu, chúng ta sẽ hút. Đấy, là được nhá. Cái này hơi nhọn chưa chuẩn, chúng ta lại có thể chỉnh lại. Lại gọi Edit Boy và cái phần trên bên xin chúng ta lại làm mờ nó đi. Chúng ta sẽ kéo cái này. Được chưa? Xong. Tương tự ở phần dưới này nữa. Chúng ta có thể đổ màu. Kéo phần trên bên xin này trở về vị trí ban đầu. Vào Shape Format. Chọn Shape Fill. Và dùng biểu tượng hút màu như màu bên này. Thế là chúng ta xong. Và còn hai cái thanh này là chúng ta chưa chuyển. Đây, chúng ta có thể nhấn Ctrl D với hai cái màu. Nếu giống nhau chúng ta dùng Ctrl D để thao tác cho nhanh. Không được thì chúng ta lại chọn từ hình một. Đây, lại hút màu. Để tạo hình giống như thế. Tương tự nữa. Set view. Hút màu. Thế là xong. Như vậy chúng ta đã xong được con thuyền này rồi đúng không? Để tạo thành hình thuyền chúng ta, bởi vì lúc chúng ta vẽ là từng hình này tách rời nhau, bây giờ chúng ta phải group nó lại tạo thành một hình, thì chúng ta quét chọn tất cả cái hình này lại, khu vực của cái hình chứa hình này lại. Sau đó chúng ta nhấn phím Ctrl G. Bây giờ chúng ta có thể nhấc lên này. Đấy, thành con thuyền chưa? Thành con thuyền mà chúng ta mong muốn. Như vậy các em đã biết cách vẽ hình dựa vào phần mềm PowerPoint chưa? Để là vẽ thành thạo chúng ta cần phải luyện nhiều lần. Và hình này cô đã cho là hình nền rồi. Thế bây giờ cô muốn bỏ hình này đi. Bỏ cái hình gốc ban đầu đi. Thì cô có thể chọn chuột phải này. Nút X vào Format Background. Và khi đó chúng ta sẽ dùng từ Show Fill. Đấy. Thì nó sẽ trở về hình trắng. Đây. Đổ màu trắng. Thì nền trở thành màu trắng. Như vậy chúng ta chọn. Chúng ta lại thấy con thuyền của chúng ta vừa vẽ chưa. Nó có thể di chuyển đi đi lại lại trên đây. Và chúng ta có thể vẽ sóng trên đây cũng được. Để tạo thành con thuyền. Từ con thuyền này các em có thể sáng tạo ra nhiều hình khác. Các em có thể copy những hình khác về. Sau chúng ta chọn làm hình nền. Hoặc để bên cạnh chúng ta sẽ vẽ. Được chưa? Thì cô chúc các em sẽ vẽ được nhiều hình mà các em mong muốn.